Hello mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người là một loại rau này tên thì điển là shish khua. Mình sẽ hái những cái cọng non nhất về mình luộc cũng được. Hay là mình xào cũng được. Mình nghĩ thì xào thì nó ngon hơn. Cái rau này thì nó không có mùi gì nặng lắm. Mình xào xong thì nó còn có cái vị ngọt. Mỗi một loại rau thì nó cũng có cái mùi vị đặc trưng của nó. Giống như ở Việt Nam mình thì mình đi hái rau dại như là rau ngổ nè, rau đắng biển nè, rau đắng đất nè, cần nước nè, rau má nè, mấy cái loại đó. Giống như rau đắng đất, rau đắng biển nó đắng quá trời quá đất, nhưng mà mình ăn quen rồi, mình ăn ngon, ăn nghiện luôn. Lúc này rau nó mọc rất là non. Mình hái là hái mùa này vài bữa thì nó sẽ lên bông. Hái cái cọng chính giữa nó lên rất là non. Mình xào xong thì mình nhìn thấy như xào rau muống vậy đó. Ăn mình có thể là bỏ tương ớt vô ăn cũng được. Hôm nay mình đi hái xong mình đi cho mấy con ngỗng ăn. Mấy con ngỗng này là loài ngỗng Canada nè. Bữa nay thì mình đi cho nó ăn thì chỉ có hai con ngỗng rồi. Thường hôm trước ở đây thì nó cũng có hai cái con thiên nga. Mình thường cho nó ăn thì nó cũng quen, nó gặp nó cũng không có sợ. Mấy con ngỗng, mấy con thiên nga này thường thường nó sống với nhau một cặp. Sống với con thiên nga thì nó sống với nhau suốt đời. Thời tiết bữa nay có 5-6 độ rồi. Trời lạnh lại, mùa này mà nó cứ bữa lạnh bữa nóng hoài. Thời tiết không có bình thường. Thôi, chúc mọi người luôn có những ngày vui. Hẹn lại gặp video sau. Mình sẽ chia sẻ một loại rau khác. Mình tranh thủ mùa xuân này thì hái, không biết đủ thời gian hái được mấy loại rau. Tại vì rau này nó lên nhanh lắm, mà một vài tuần thì nó lên bông rồi. Tôi cảm ơn mọi người đã xem nha. Bye bye.